Và không chỉ có Linh là một gương mặt nhan sắc rất là nổi bật sông đất đài truyền kỹ thuật số BTC năm nay, mà năm vừa rồi cũng chúng tôi cũng đã chào đón rất là nhiều hoa hậu, á hậu, những gương mặt xinh đẹp đến với kênh BTC9, đài truyền kỹ thuật số BTC, đã đăng quang, và có cả những gương mặt đại diện đến từ phương Nam nữa. Và chúng ta hãy cùng theo dõi xem những nhan sắc nào đã sông đất đài truyền kỹ thuật số BTC trong những ngày đầu năm, quý vị nhé. Quý vị thân mến, vậy là một mùa xuân nữa lại về, và trong không khí trời đầy ấm áp như vậy, bên Tiệp đã có hẹn với những vị khách mời rất là đặc biệt. Họ là những cô gái còn rất là trẻ, tuy nhiên đã gặt hái được mình rất là nhiều danh hiệu rất là cao quý. Và họ là ai thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo chân bên Tiệp nhé. Vượt qua những ứng cử viên đăng ký, Bùi Thị Xuân Hành sinh năm 2001 đến từ Ninh Bình đã đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Miss Cosmos Việt Nam 2023. Cô gái đặt á hậu là Hoàng Thị Nhung đến từ Hà Nội. Cả hai cô gái đều đại diện cho những người trẻ truyền cảm hứng khi nỗ lực vượt qua nhiều thử thách để biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh và á hậu Hoàng Thị Nhung đã và đang có những dự án vì cộng đồng của riêng mình. Khán giả từng ấn tượng với dự án Cuộc Sống Mới Kết Nối, tập hợp những người vô gia cư tại Việt Nam, hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối với doanh nghiệp nhằm giúp đỡ người vô gia cư có việc làm, thu nhập, có cuộc sống tốt hơn. Đó là thí sinh Bùi Thị Xuân Hạnh. Còn Hoàng Thị Nhung, cô mong muốn thực hiện dự án chấp cánh tương lai cho trẻ mồ côi ở Việt Nam. Cô muốn xây dựng mô hình hỗ trợ toàn diện cho các em. Hiện nay, người đẹp Xuân Hạnh đang nỗ lực trau dồi kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, phỏng vấn để tham gia Miss Cosmos Hoa hậu Hoàng vũ quốc tế lần đầu tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9. Dự kiến có khoảng 50 thí sinh thế giới tham gia. Hãy cùng chương trình gặp gỡ và trò chuyện với cô gái xinh đẹp và nhiều năng lượng, Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh và Á hậu Hoàng Thị Nhung. Thì gửi lời chào tới Xuân Hạnh cũng như là Hoàng Nhung. Cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi sáng đầu năm như thế này. Các bạn sẽ có một lời chúc nào đó khán giả của mình không ạ? Dạ. Với Xuân Hạnh thì như thế nào? Em xin chào anh Minh Tiệp. Và xin được gửi lời chào đến các quý vị khán giả. Và một năm mới đến rồi thì Xuân Hạnh xin được kính chúc các quý vị một năm mới đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Một năm mới thật nhiều may mắn và thành công. Còn với Hồng Nhung thì thế nào ạ? Xin chào anh Minh Tiệp và chào quý vị khán giả. Đầu xuân năm mới đã đến rồi thì Nhung xin chúc tất cả mọi người sẽ có một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, cũng như là thành công trên mọi phương diện trong năm mới này nhá. Khi mà để ý suốt cái quá trình phấn đấu của Xuân Hạnh cũng như là Hoàng Nhung thì tôi thấy là dường như là việc chinh phục danh hiệu với các bạn hình như là chưa đủ. Từ những giải nhỏ của thời học sinh, sinh viên rồi đến những giải lớn. Vậy giờ đây, danh hiệu và đỉnh cao nào sẽ là hành trình mà các bạn muốn chinh phục? Dạ, đối với năm nay thì mục tiêu mà em đề ra đó là sẽ thực hiện những cái dự án về cộng đồng của mình, và kèm theo đó sẽ là một hành trình đi đến với lại Miss Cosmos quốc tế, một hành trình để luyện tập. Cùng với Hồng Nhung thì biết bạn là một trong những người mà đang ủ rất là nhiều dự định trong kế hoạch vì cộng đồng cũng như là hỗ trợ rất là nhiều những trẻ em mồ côi. Thì bạn có thể chia sẻ một xíu về kế hoạch của mình trong năm mới hay không ạ? Năm mới thì trước mắt thì hiện tại em đang là bà mẹ đỡ đầu cho 3 đứa nhỏ. Sắp tới trước Tết thì em muốn nhận thêm 2 đứa nhỏ nữa để biến con số 3 trở thành con số 5. Và trong 2 năm nhiệm kỳ của mình thì em đặt mục tiêu là mình sẽ có thể nhận hỗ trợ bảo trợ cho 30 trẻ em nhỏ, 30 trẻ em mồ côi. Hiện nay thì đang có quá nhiều cuộc thi nhan sắc. Bạn có nghĩ rằng cái tên Bùi Thị Xuân Hạnh cũng như là Hoàng Thị Nhung có thể bị lãng quên khi mà hàng ngày, hàng giờ vẫn tiếp tục có các cô gái khác đăng quang, và cũng có thể họ sẽ ghi điểm hơn với công chúng ở nhan sắc và học vấn. Vậy khán giả nên nhớ tới các bạn với hình ảnh như thế nào? Thực ra thì đối với hiện nay có rất là nhiều cuộc thi và cũng có rất là nhiều các danh hiệu hoa hậu và á hậu, thì đó cũng là một cái mà em lo ngại chứ. Lo là mình không có thể hiện được hết bản thân mình, cũng như là không show ra được mình là một con người như thế nào để khán giả. Thì tuy nhiên thì song song thì mình cũng phải nhìn vào đó để mà cố gắng hơn nữa. Và em nghĩ là với một Xuân Hạnh thì thực ra Xuân Hạnh không phải là một cô gái có quá là nhiều cá tính, nhưng mà Xuân Hạnh là một cô gái mà gọi là chân thật, đơn giản. Thì mong là sắp tới thì Hạnh cũng có thể thể hiện được cái khả năng của mình nhiều hơn, cũng như là cho khán giả nhìn thấy được những cái khía cạnh, những cái mặt tốt của mình.
thì đó cũng là một cái mà Hạnh rất là mong mỏi. Đối với Lệ Xuân Hạnh thì có không một cái cuộc thi chinh chiến trong năm tới rồi, còn với Hoàng Dung thì mình có dự định sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào tiếp theo không? Hiện tại thì em đang muốn tập trung vào các dự án cộng đồng của mình và tạo ra những giá trị để mang tới cho xã hội và phát triển sự nghiệp của mình. Hiện tại thì em cũng chưa có suy nghĩ là mình sẽ tham gia một cuộc thi quốc tế nào sắp tới. Nhưng mà nếu như mà công ty chủ quản có nhấm nhá em một cuộc thi nào mà vừa sức với em thì em cũng sẽ suy nghĩ lại. Được biết thì hiện nay Xuân Hạnh đang nỗ lực trau dồi những kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, phỏng vấn để tham gia Miss Cosmo, Hoa hậu Hoàng vũ quốc tế, lần đầu tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9. Thì dự kiến thì có khoảng 50 thí sinh thế giới tham gia. Bạn có thể nói gì về điều này? Điều đầu tiên thì em nghĩ là em sẽ ngồi lại cùng với lại công ty quản lý, cùng những cái người mà sẽ take care em để mà vạch ra những cái kế hoạch và có những bước đi cụ thể. Tiếp theo thì chắc chắn là em sẽ cần phải học hỏi từ các người chị của em để mà xin họ những cái kinh nghiệm và những bài học, và em sẽ cần phải trau dồi nhiều hơn nữa về kỹ năng trình diễn cũng như là nhiều kỹ năng khác. Một lần nữa xin được cảm ơn Xuân Hạnh cũng như là Hoàng Dung rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với VTC trong những ngày đầu năm như vậy. Xin kính chúc Xuân Hạnh cũng như là Hoàng Dung sẽ có gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như là sẽ được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị khán giả dành cho các mình. Dạ, em cảm ơn anh. Xuân Hạnh một lần nữa xin được gửi lời chúc cũng như là cảm ơn các quý khán giả đã theo dõi hành trình của Xuân Hạnh và chị Hoàng Nhung. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và mong rằng là mọi người sẽ có một cái Tết thật là đầm ấm bên gia đình, có những buổi sum họp và tràn đầy yêu thương. Cảm ơn mọi người rất nhiều.